Chào mừng bà con đã đến với bản tin giá thủy sản hôm nay. Chúc bà con một ngày mới tốt lành. Hôm nay 27 tháng 6 năm 2023, theo ghi nhận, giá cá ít các loại ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long xu hướng ổn định. Cụ thể, giá cá tra tại các tỉnh như Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ vẫn ổn định. Cá tra thịt đang neo ở mức 26.500 đến 28.500 đồng 1 kg. Cá tra giống loại 30-35 con có giá từ 27.500 đến 28.500 đồng 1 kg. Giá cá lóc tại Đồng Tháp, An Giang và Trà Vinh giá giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao. Cụ thể loại cá thịt có giá từ 47.000 đến 55.000 đồng 1 kg tùy size. Cá lóc giống size 500-700 con 1 kg giá 290 đến 350 đồng. Ít thịt tại khu vực Đồng Tháp, An Giang cũng giảm nhẹ. Giá ít thịt hiện có giá từ 35 đến 38.000 đồng 1 kg. Giá ít giống loại 100 đến 150 con 1 kg giá 350 đến 400 đồng 1 con. Giá cá điêu hồng tại khu vực Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long và Hậu Giang có giá ổn định. Loại cá thịt 600 g có giá từ 46.000 đến 50.000 đồng 1 kg. Cá điêu hồng giống có giá từ 27 đến 30.000 đồng. Giá cá trê vàng loại cá thịt 6-7 con 1 kg tại Đồng Tháp giảm nhẹ từ 38.000 đến 40.000 đồng 1 kg. Cũng tại Đồng Tháp, giá cá rô phi ổn định từ 35 đến 38.000 đồng 1 kg loại cá thịt 500 đến 600 g. Giá cá rô tại khu vực Cần Thơ và Hậu Giang loại cá thịt 3 đến 5 con 1 kg có giá dao động từ 34.000 đến 36.000 đồng 1 kg. Giá cá thác lát tại Hậu Giang đang có giá ổn định từ 68 đến 70.000 đồng 1 kg. So với hồi đầu năm 2023, hiện giá lươn thịt tại đồng bằng sông Cửu Long đã giảm ít nhất từ 5.000 đến 10.000 đồng 1 kg. Hiện lươn thịt lươn nuôi, da có màu vàng đẹp, được nông dân bán xô cho thương lái ở mức 100.000 đến 105.000 đồng 1 kg. Mời quý bà con xem thông tin cụ thể theo bảng giá sau. Giá tôm thẻ kiểm kháng sinh khu vực Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau tiếp tục giảm. Theo khảo sát, tôm thẻ size 20 con đang thu mua với giá 185.000 đồng 1 kg. Size 25 con về lớn có giá 135.000 đồng 1 kg. Size 25 con về nhỏ giá 130.000 đồng. Size 30 con lớn giá 112.000 đồng 1 kg. Size 30 con nhỏ có giá 110.000 đồng. Size 40 con giá 100.000 đồng. Size 50 con có giá 92.000 đồng. Size nhỏ xem màu, tôm thẻ size 100 con đang thu mua với giá 84.000 đồng 1 kg. Giá tôm sú oxy tại khu vực Trà Vinh, Sóc Trăng cũng giảm. Theo đó, tôm sú oxy size 20 con giá 220.000 đồng 1 kg. Size 30 con đang có giá 160.000 đồng 1 kg. Size 40 con có giá 130.000 đồng 1 kg. Size 50 con đang có giá 110.000 đồng 1 kg. Tôm sú oxy size 60 con đang thu mua với giá 95.000 đồng 1 kg. Về chi tiết giá cá, giá ếch, giá tôm thẻ, giá tôm sú hôm nay mời quý bà con tiếp tục theo dõi liên kết tại phần bình luận của bản tin nhé. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi bản tin giá thủy sản hôm nay. Nếu thấy nội dung hữu ích xin vui lòng nhấn subscribe kênh để không bỏ lỡ bản tin mới nhất nhé. Chúc bà con một ngày mới tràn đầy năng lượng cho một vụ mùa bội thu.